Cái này là họ ấy lặn dưới sông lên anh nhỉ? Thứ hai là dưới sông lên đấy. Nó ngậm vòi hơi xong nó lặn xuống, nó cầm rồng hút lên thuyền, nó xét. Có phải chỉ ở Lũng Yên mới có đá quý? Ngày hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ có một cái hành trình đi mua hàng ở bên tỉnh Tuyên Quang. Và mọi người hãy cùng theo dõi xem là ngày hôm nay anh em chúng tôi đi mua hàng như nào nhé. Đây là cái lòng sông chảy đấy. Khu vực này là thuộc về bên dưới chân của đập thủy điện. Thế thì người dân người ta khai thác ở tít dưới kia cả. Thế khi mà buổi chiều ấy, đập thủy điện người ta đóng xả lũ thì người dân người ta tranh thủ lúc cạn người ta sẽ hay lặn xuống dưới cái chỗ cái hùm cái hốc của cái lòng sông ngày xưa ấy, là người ta sẽ hút cát ở dưới lên và trong cái cát đấy nó có lẫn những cái viên spinel. Thế tuy nhiên thì chỉ có một số khu vực thôi, còn phần lớn ở cái dòng sông chảy này nó là cái đá garnet, chỉ là cái loại bán quý chứ không phải đá spinel hay đá ruby. Nghe đấy à? Em chào anh nhá. Thế là bình thường anh đi mua là anh phải ra tận tàu à? Có khi là ở nhà là cũng lúc mình ra sông, mình ra thuyền người ta. Những cái lô spinel ở dưới này thì cái thể nó là phần lớn nó đều là thể quậy này. Mọi người có thể nhìn thấy là cái viên đá rất là tròn. Nó khá là lửa. Nó không phải là cái hàng chặt chém mở bát nhiều. Trên Lục Yên thì phần lớn là cái hàng chặt chém mở bát thôi. Cái viên xanh này là tuốc hay là garnet anh? Cái viên này tính khi mà bọn mà ở đây là galet. Garnet. Đầu tiên em cứ tưởng garnet xanh ở Việt Nam không có nhá. Garnet xanh có. Thì cái dung đi kiểm định sông chảy có. Mọi người có thể nhìn cái màu xanh này, nếu như mà những người mà không làm về đá thì gần như không biết nó là đá gì cả. Có thể nó là garnet, có thể nó là diopside hoặc cũng có thể nó là tourmaline. Thế nhưng mà đối với thợ người ta sẽ biết ngay bởi vì là cái mỗi một cái loại thì nó sẽ có một cái ánh sắc khác nhau. Garnet và diopside nó khá là giống nhau, nhưng mà thằng tourmaline thì lại khác nhá. Tourmaline xanh ken ở trên Lục Yên thì thường nó sẽ là cái ánh hai màu. Cái này họ làm ở dưới có sâu không anh? Có chỗ 13-14 mét. Có chỗ thì 18 mét. Có chỗ 13, thì 5-6 mét. Có chỗ 18 mét. Có chỗ 4 mét. 18 thì... mét vẫn lặn xuống được. Hai mấy mét hồ luôn, mấy chục mét lặn xuống được. Cái địa bàn đá quý ở trên Lục Yên ấy, thì phần lớn ở trên núi hoặc là ở dưới các cái đồng ruộng. Mà tuy nhiên thì đối với các loại đá quý ở khu vực bên dưới của đập thủy điện Hồ Đắc Bà và cái mạn của Tuyên Quang, giáp danh với Tuyên Quang này ấy, thì cái đá nó chỉ có ở khu vực dưới sông, tức là người ta sẽ khai thác hút ở dưới cái lòng sông lên. Và công việc khai thác ở dưới này thì phải nói là nó vất vả hơn ở trên núi rất là nhiều. Mọi người có thể thấy rằng là ở trên núi người ta đi bộ đường rừng vào là người ta tìm hàng, nhưng tuy nhiên thì ở dưới này có thể đi lại nó không vất vả, nhưng cái việc mà lặn xuống gọi là 5-7 mét nước, mười mấy mét nước, nó không phải là cái câu chuyện đơn giản để mà kiếm được những viên đá như này. Nó có một người lặn ra, nó ngậm vòi hơi xong nó lặn xuống, nó cầm rồng hút lên thuyền, nó xét. Cầm cái rồng? Bê cái rồng hút cát đấy. Vâng. Đấy, cứ dê theo ở dưới. Ngậm vòi hơi xong bê rồng là lặn xuống, đây là cứ hút lên thôi. Xong lên. Vâng. Đầu tiên nó hút nó lớp mặt đi, đến lớp tẩy người ta mới hút. Lên trên thuyền bắt đầu mới bới. Bên trên thuyền người ta xét ở trên thuyền. Ngày xưa em làm vận tải, làm về bên cát ấy. Thì em thấy nó hút lên rất là nhiều cái đỏ đỏ ngay mình không biết đâu. Nhưng mà sau này mình biết nó là garnet. Đấy, garnet. Garnet nhiều lắm. Nhưng mà em cũng nghĩ là nó có si. Thì nó vẫn theo cái dòng sông Thiên Hồ Thác Bà về là vẫn có ấy. Tức là trên, nó có những phạm vi cứ ven sông cũng có. Ở trên ngày xưa 596 ở trên này bãi rực. Nhưng có một cái bãi ngay cái rất mát sông đây gọi là bãi rác đấy. Nổi tiếng một thời đấy. Bây giờ thì nó hết rồi. Vâng. Tức là nó cùng trên cái địa bàn cái dòng sông cổ. Đấy, nó cứ theo ven sông. Ngày xưa có thể là dòng bên này, có thể là dòng bên kia thì nó cứ theo bám theo cái men sông. Còn bán kính men sông mà xa ra thì gần như không có. Vâng. Được cái em thấy cái đá ở dưới này, cái thể chất của nó là nó quậy và nó khá là lành. Đúng rồi, quậy. Nó nếu mà nói về tỷ lệ lành của nó sẽ cao hơn hàng của Lục Yên. Lành ở cái Lục Yên nó kém một chút. Nhưng mà cái độ lành và độ khối to hơn. Phần lớn dưới này lành và khối to hơn. Chiến. Anh làm nghề này được bao năm rồi cơ? Anh làm 9 năm rồi. Anh làm 9 năm rồi. Nhưng mà dưới này chắc là mãi sau người ta mới làm chứ. Làm từ năm 96 mà. 96 á? Lúc đấy anh đi làm năm 96. Từ năm 96-97. Ở trên Lục Yên thì nó làm từ năm 89-90, dưới này đến năm 96 nó bắt đầu làm. 89-90 ở các cụ ở dưới này đi lên làm đến đông lắm, trên đấy ngày xưa nó khác. Lúc đấy chắc là chưa biết dưới này có nhỉ? Không biết. Vâng. 96 mới phát hiện ở đây đầu tiên có. Vâng. Mưa ở dưới này nó chật ra, người ta lên nhà người ta cuốc ra, người ta chật ra thì người ta phát hiện rồi, người ta bắt đầu mới khai thác. Đã. Hiện tại bây giờ thì anh đang cho xem là 3-4 lô. Đối với bọn mình thì cái tiêu chuẩn mà để lựa chọn đá quý đầu tiên nó phải là cái màu sắc đã. Màu sắc, sau đó đến độ lành sạch. Thế thì mình đang kết cái lô này nhất đây. Một cái lô tuy rằng nó không to nhưng mà những cái viên của nó màu rất là đồng đều và rất là đẹp. Có thể là về mình sẽ tính vào những nhẫn nữ đấy, hoặc là những cái bộ mặt dây chuyền, bông tai hoặc lắc tay gì đó. Bởi vì là bên mình ấy, quan điểm là cái đá quý, cái giá trị cuối cùng của nó phải là cái sản phẩm đưa ra thị trường, chứ không phải là mua viên đá bán viên đá không, mà nó phải là để chế tác vào các bộ trang sức.
Trên kia bọn em là ba cửa hàng từ đầu đến cuối, đầu này cho viên đá, đầu kia cho dai nhẫn. Cả ba. Nói chung cái tính bình quân hao khoảng tầm 40-60%. Cái quá trình mà chế tác những viên đá này hao rất là nhiều chứ nó không phải là ít đấy. Tuy nhiên thì cái hàng quậy này thì thường trong quá trình chế tác nó sẽ lợi khối hơn cái hàng mà thể nó chặt ra một tí. Mớ này 35 triệu này, mớ này 35 triệu này, là riêng này. Mớ này là bao nhiêu anh? Mớ sapphire này. Đâu? Mình tung cái này, cái này không đáng bao nhiêu tiền đâu. Tùng đang xem ruby này. Dưới này có cả ruby và sapphire. À, mà chính ra bọn này vẫn gọi sapphire thôi, chưa gọi ruby được. Chất chuyện không, không đánh lắm. Ừ. Chất dưới này thì nó không bao giờ đánh bằng trên kia được. Nó vẫn mù lắm, cắt nó không sáng. Có một vài viên nó còn có bóng bóng sao. Đặc trưng cái hàng dưới này hay có cái bóng bóng sao. Được. Viên nhé. Chung là C thì đẹp hơn. Theo anh là mình tính cái lô đỏ 5 triệu. Chứ còn hai lô sau kia thì anh giá hơi cao. Anh sẽ làm việc cái lô kia xong là em về nó sớm tối. Hiện tại bây giờ là mấy anh em chung kết được một lỗ. Một lỗ luôn. Nào anh Tuấn xòe tay ra. Một này lỗ này, hai lỗ này, ba lỗ này, bốn lỗ này, năm lỗ này, sáu lỗ này. Toàn hàng về phải chế tác hết. Đấy, ok nhá. Đây đúng không? Ok, thôi cảm ơn bác nhé. Rồi lần sau có gì lại với bọn em nhé. Được nào lên. Toàn rảnh lên chúc em chơi. Ok. Nhá, chào anh nhá. Bọn em cũng phải về không tối mất. Chị ơi, bọn em xin lỗi, bọn em về này. Đã điện này này. Chị nhá. Đây điện em nhá. Đây chính là cái hồ thủy điện Thác Bà này và đây là đập thủy điện Thác Bà, là một trong những cái đập thủy điện đầu tiên của Việt Nam đấy. Ngày xưa là do Liên Xô xây dựng đấy. Và cái chỗ mà anh em chúng tôi đi mua đá quý thì nó cách đây khoảng tầm 20 cây nữa ở dưới kia, tức là cùng trên cái đường mà ở trên Lục Yên xuống. Ở dưới cái lòng hồ thủy điện Thác Bà này khi mà người ta đắp lên ấy là nó ngập cả một cái vùng rất là rộng lớn, từ dưới Yên Bái sang Tuyên Quang và lên tận khu Lục Yên. Một cái diện tích cực kỳ lớn luôn, hàng trăm km vuông. Và ở dưới cái đáy hồ này còn một cái trữ lượng đá quý rất là lớn. Bởi vì cái ngày xưa khi mà đắp đập thủy điện này người ta không tính đến cái tài nguyên đá quý đâu. Chiều nay đi tiêu hơi nhiều tiền đấy. Anh em muốn biết những cái số đá này chế tác ra như thế nào thì hãy theo dõi trong nội dung sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip sau. Bây giờ là muộn rồi, mấy anh em mình phải về thôi.